Xin chào quý vị, Lý Hương TV xin kính chào quý vị. Hôm nay thì một buổi sáng sắp rời Bangkok, Thái Lan. Lý Hương cùng với đồng bọn là đi tàu điện nha quý vị. Trải nghiệm đi tàu điện để phỏng vấn Lý Hiền xem. Lý Hiền ơi, Lý Hiền, vừa rồi là đặt vé là được bao nhiêu? 45 bạc. 45 bạc một người. 35 bạc một người. Rồi mình đi như thế nào? Bỏ gì? Ba cái thẻ gì? Ba cái thẻ giống như cái xôi vậy á. Mình sẽ đi đầu đường điện ngầm hay đầu trên cao? Chưa biết à? Attention please, a train is approaching. Attention please, a train is approaching. Xe tới kìa. Tới nhưng mà họ tới là cái bên làng kia. Tới bên làng bên kia. Ai biết đâu. Đi một chiều mà. Thấy nguyên cục chạy thôi. Ở phía bên kia có chỗ ngồi quý vị ơi, và mọi người thường là có một cái smartphone ha. Ở bên đây Thí Hương thấy có một anh này, ảnh ngồi ảnh ngắm đường phố ha. Còn bên chị kia vẫn giữ cái thói quen là đọc báo. Còn phía bên đây, đây phía bên đây nguyên một dàn người đứng xếp hàng với những cái chiếc smartphone. Wow, từ phía xa xa đã thấy một chiếc đầu tàu chạy lại. Chúng ta tới rồi, chúng ta có rồi. Có tàu rồi quý vị ơi, phía xa 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 tít. Ê, cái nhạc nghe quen quá. Nhà của YouTube. Đúng không? Tưng 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 tưng. Attention please. The train is approaching. Attention please. The train is approaching. Come on, welcome to Kaohsiung. Come on, welcome to Kaohsiung. Đúng ngay bên chỗ của cái hàng.
Đây mọi người đang trải nghiệm, đang đi trên đây là đường sắt trên cao đây. Cảm giác nào, thấy đi êm đúng không? Cái ga của mình là số bao nhiêu đấy? Đây chúng ta đi đến mình đi đến điểm nào nhỉ? À, Phai Thái đúng không? A8 à. Ta sẽ đi đến A8 chúng ta dừng. Hình hồi nãy mình ở A2 không? Hồi nãy mình ở A2 á. Hồi nãy chúng ta ở Lát Cơ Brang. Bây giờ sẽ đi Ban Tháp Trang qua Mắc, rồi sau đó đến kia là Franchai. Đó, đây đang là tàu điện ngầm, tàu đường sắt trên cao này, đi rất là êm ha. Nhìn xuống phía dưới kìa, đường xá của Singapore, đường xá của Thái Lan á. Có nhiều người họ tranh thủ ngủ trên xe luôn á. Lý Hương giả vờ nhắm mắt vào, mắt lim dim mê tim heo bỏ bạn ra nào. Đây các cái hệ thống giao thông các bạn nhìn thấy, họ nhìn qua một cái ô cửa này. Ta đang đi trên cao đây để coi thử xem là họ đi bao lâu một chuyến nhé. Hồi đấy là Ban Tháp Trang, vậy là đi được một ga rồi đấy. Chúng ta đến cái ga số A3, hồi đấy ở A2 ra, giờ đến A3 rồi. Chứng tỏ biết tiếng Anh có lợi quá. Vậy tiếng tiếng Thái mà. Nhưng mà Thái nhưng mà họ nói phát âm kiểu tiếng Anh nên là giờ bắt đầu có những người họ đi lên. Ôi giời, đi lên hơi khó. Hello quý vị, Lý Hương đang ở sân bay, đi mới vừa đi tàu bay ha.
Hôm nay thì có một đoàn quay phim Thái Lan quay ở cái sân bay đó. Lý Hương thấy là mình mà đi mà phương tiện mà từ bay xuống sân bay xong rồi có cái ga này thì cũng khá là tiện ha. Xong có sợ kẹt xe thì sẽ không có sợ cái tình trạng là phải thuê cái khách sạn xa đâu Lý Hiền ơi. Nếu như mà không có sợ kẹt xe thì đâu có sợ phải đi thuê xa đâu, đúng không? Gần như là buổi sáng hôm nay là mình chỉ lần quẩn trong ga tàu điện thôi. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi bây giờ thì là 10:30, mình đang có mặt ở sân bay mà tới mấy giờ mình mới bay? 10:50, 2 giờ, 11:30, 12:30, 13:30, còn 3 tiếng trong sân bay làm gì đây trời? Ở sân bay có chỗ nào chơi không? Không, có đi ăn uống à, đi mua sắm à. Sân bay mua sắm thì uống hơn là nhiều. Ê, ở đây có gì nè? Tiền từ thiện nha. Mọi người để. Foundation. Cho trẻ em. Chị em khuyết tật. Kết thúc chuyến đi Bangkok rồi quý vị ơi, hẹn gặp lại cả nhà tại Sài Gòn nhé. Bây giờ thì sẽ end video đây.